Em chào mọi người mình nha. Em đang đi xuồng này, đi xuồng trên sông Gia Cồn, ở khu vực gần đầm rơi Cà Mau á mọi người. Đấy, muốn đi vào bãi Cồn. Hiếu ơi, cái dây kìa con. Muốn đi vào nhà là mình phải đi trên con xuồng này. À, con xuồng này, xuồng này gọi là xuồng lớn, xuồng nhỏ thì được cả 3-4 người, xuồng lớn này xem được 7 người luôn, 8 người luôn. Tám người trên con xuồng máy ấy. Đi cả 15 phút đó, con xuồng kia tiễn khách vào kìa. Đi cả 15 phút mới tới nhà của một người thân ở trong trong cầu nước. Đi là cao sóng nó bập bềnh. Lần đầu tiên được đi xuồng với cái thời gian dài khoảng 15 phút thế này đấy mọi người. Em cũng đi du lịch ở các hồ nhưng chỉ đi được khoảng 5 phút, 7 phút, chưa đi đoạn dài này. Mọi người thấy đã không? Đi trên sông nước nó bồng bềnh. Cái này xuồng máy đi với tốc độ chậm đó. Bữa trước đi ở khu du lịch là đi với tốc độ lớn và con thuyền lớn, cái sóng nó ra nhiều lắm. Mỗi một phương tiện cho mình một cảm giác, một trải nghiệm khác nhau ha. Ai mình có người thân ở quê sông nước có cảm giác giống như em không? Rất thoải mái, rất sảng khoái này. Đi ở trên này có một chút mạo hiểm nhưng mà rất chi là vui. Cảm giác ở giữa hồ này, cảm giác những giọt nước nó bắn lên này, rất mát, rất thích luôn. Hai bên bờ là cây không, giữa là dòng nước. Nhìn nó không mênh mông như mình nhìn ở ngoài biển đâu. Nhìn thấy bờ thì bến đàng hoàng nên nó ấm cúng, nó không có sợ hãi, nó không có mênh mông. Tối hôm qua em xuống, nó cảm giác nó mới sợ lần đầu tiên xuống xuồng máy vào ban đêm. Bây giờ mình đi vào ban ngày rồi, nó thấy cảnh vật nó thật và nó gần gũi, không thấy sợ nữa rồi mọi người. Hay lần thứ hai thì nó đỡ sợ hơn lần thứ nhất. Đấy. Em có tới chợ nổi của Cà Mau mình rồi, là người ta buôn bán các cái sông, các cái ghẻ, các cái bè, các cái thuyền là buôn bán trao đổi ở trên dòng sông này hết. Nhưng đây ở đời sống trong cồn á, cái mỗi cái cồn giống như một hòn đảo á. Mọi người sống ở đây lâu rồi á, mọi thứ rất chi là đầy đủ, thoải mái lắm. Đây là cái xuồng bán đồ này mọi người. Đó, xuồng bán đồ đó, bán mít. Ý, sóng nước cập bành. Cập bến rồi. Đó, hết một đoạn đi xuồng rồi đấy mọi người. Đi về miền Tây là đi xuồng nhiều lắm. Gặp nước xung quanh nhà, xung quanh đường luôn. Đã quá, đã quá. Ừ, cái xuồng này có tên Bắc Nam, chắc xuồng xuồng đón dân người Bắc vào trong Nam. Rồi, em chào mọi người nha, tại vì